Sống ở đời phải biết mình là ai. Đừng vì sĩ diện mà làm khổ cha mẹ người khác. Đừng vì bạc tiền mà bán rẻ lương tâm. Đừng vì hư danh mà khinh mặt người đời. Đừng nghĩ mình khôn ngoan mà dối trá lọc lừa. Yến Nhi xin kính chào quý cô chú bác, quý anh chị em thân mến. Trước tiên cho Nhi gửi lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất đến quý cô chú bác và quý anh chị em thân mến. Lời chúc sức khỏe tốt đẹp nhất ạ. Và hôm nay Yến Nhi xin chia sẻ về cô Linh Lan Lan Linh nha cả nhà. Một cô gái lừa đảo cộng đồng mạng, lợi dụng tình thương của mấy anh chị mạnh thường quân. Cô ta một con người á xấu xa, lợi dụng tình thương của mấy anh chị mạnh thường quân á để mà trục lợi cá nhân. Cái vụ 100 triệu á quý cô chú bác anh chị đó, anh có nghệ sĩ Vân Văn Long mất á, cái ngày đó đó cô ta phát biểu á mất 100 triệu, lợi dụng tình thương của mấy anh chị mạnh thường quân á đó, lợi dụng tình thương của mấy anh chị mạnh thường quân, cho đến nay á mà cô ta vẫn chưa lên á phát biểu á là cái người lừa đảo đó là ai nữa đó. Xem thường cộng đồng mạng, xem thường mấy hả cô chú bác á trên cộng đồng mạng này. Một người phụ nữ á chuyên gia đi lừa đảo trên cộng đồng mạng này á đó, cho dù cô lừa đảo nhiều lần đi nữa, một lần cô không qua là cô cũng phạm pháp rồi đó nha cô. Không phải á lần nào á cô lừa đảo á là cũng qua đâu. Cái lần này á là cái lần á lừa đảo của cô á, cô sẽ không qua được là biết sao không? Là tại vì cô quá xấu, quá ác. Một người mất nằm xuống mà cô cũng không để cho anh được yên nữa, đi phát biểu á, mất 100 triệu, lợi dụng tình thương của mấy anh chị mạnh thường quân để rót tiền vô cho cô. Đó. Một người phụ nữ xấu xa như vậy á, cái xã hội này sao mà chấp nhận cô được? Không có ai mà chấp nhận được một người phụ nữ như vậy á, chứ đừng có nói chi với hả là hả ai mà dám rước cô vô nhà. Bây giờ cái bản mặt của cô á có nước á là trốn trong nhà luôn, chứ đừng có đi ra đường. Bộ mặt xấu xa, lợi dụng hết tình thương á của người này hết tới người kia, hết lần này tới lần khác. Người nào có ơn á mà cô cũng không biết là người đó ơn là phải nên trả ơn, lấy ơn á trả quán. Người phụ nữ xấu xa, chị cô chú bác biết không, cái người mà chuyển tiền á cho cái kẻ lừa đảo á mà cô Linh Lan phát biểu á là có đưa những cái bằng chứng á cho người ta đăng lên á, là người đó là tên Phan Thị Ngọc Linh đó. Mấy clip trước em có làm rồi đó, cái số tài khoản của Sacombank á, các anh chị nào mà chưa coi á thì quay lại mấy clip trước coi á, em có làm á cái số tài khoản á của Phan Thị Ngọc Linh á chuyển tiền lừa đảo qua cho cái người lừa đảo đó đó. Mà cho tới nay á gần 3 tháng rồi á mà cô gái này cũng chưa lên phát biểu được cho mấy anh chị mạnh thường quân đồ ở cộng đồng mạng á ở trên này biết. Những người á trên này á, các cô chú bác trên này á đang quan tâm á là cái người lừa đảo đó đó của cô Linh Lan này nè đó, bây giờ có tìm được chưa, mà cô ta phát biểu lên được nhưng mà không có hả, không có chứng minh được á cái lời nói của mình, xác thực lại cái lời nói của mình cho mọi người biết, lợi dụng tình thương của mọi người á. Cô Linh Lan này á, cái tên thiệt của cô ta, một người mà có xài tới hai cái giấy chứng minh luôn, Phan Thị Ngọc Nhi, Ngô Thị Trúc Ly, một người mà xài tới hai cái giấy chứng minh nhân dân luôn. Cô gái này á đang ở á ấp Tân Thuận, xã Tân Quế, huyện Bình Tân. Bao nhiêu á cái xấu á cô ta cũng có hết luôn á. Cái ngày á thôi nôi á của Helen á đó, Linh Lan á cũng ôm cái thùng tiền á, ôm cái thùng tiền á chạy á bỏ anh Dương Văn Long lại á ở đó trả tiền tiệc á, mà trong khi đó á cô ta ôm tiền đi hết luôn á các anh cô chú anh chị đó. Xấu xa như vậy á, lấy tiền như vậy á mà còn dám lên mạng á nói là không có, còn chói leo lẻo nữa, sờ sờ trước mắt cái đó còn chói nữa các cô chú anh chị. Nó kêu hỏi anh Tuấn,
Anh Tuấn anh nói là ngày ngày cái ngày á đám tiệc thôi nôi của Helen á là người trả tiền ở cuối lại còn cuối á là chỉ có anh Long với anh Tuấn thôi đó. Tiền á thì cổ lấy đi, tiền là cái gì á, hãy có tiền á là có cổ à, có người gì đâu á, sống á không có lương tâm, gom hết tiền đi rồi để anh Long mới lại á, không có tiền á phải hạ mượn tiền á để trả tiền tiệc, làm mất mặt á anh Long như vậy á, một người phụ nữ gì á hỏi có xứng đáng không, mở miệng ra là thương á anh Long, anh thương anh Long lắm, cô thương cái gì vậy anh Long, thương tiền thôi chứ cô thương cái gì, làm á làm anh Long á hả mất mặt cái ngày bữa tiệc đó luôn. Người phụ nữ á nói mở miệng ra nói tiếng thương chồng chẳng có gì, một cái gì mà vì chồng hết trơn á, anh Long mới lo cho cô biết bao nhiêu luôn á mà cô chẳng có gì một chút gì anh Long hết trơn, không có gì một chút nào gì anh Long cả đó. Giờ đó nói về á nói tới hả cái vụ mà hả đi á đi bơm á đi bơm đi sửa vú á đi sửa ngực gì đó, làm người mẹ có đứa con nhỏ thì lo con nhỏ đi, cần gì phải làm mấy cái chuyện đó, con còn nhỏ thì hả mình lo cho con nhỏ đi để dành tiền đó, để mà cái con nhỏ mình còn có chuyện khác để mình cần xài mình có để có cái mình xài, chứ làm chi mấy chuyện đó làm cái gì. Người chồng á người ta thương vợ á, người ta không có ai mà hả đi hả mà hả chê mà hả vợ mình như vậy đâu, mà cô sợ anh Long á, ảnh là hả không có biết á cô lừa gạt anh Long á, là cô nói là cô à, cái vú cô bị u bị khối bị mục gì phải đi sửa phải đi làm phải đi bác sĩ, chứ anh Long đâu có biết cô mình hả đi hả sửa sửa ngực sửa sửa vú đâu, anh Long đâu cần cô làm mấy cái chuyện đó, có tiền á ta để dành á để lo cho con cho cái sau này cần có cái mà lấy ra xài, con người cô xấu xa đó, con thì còn nhỏ người ta lo cho con uống sữa đi bú sữa mẹ cho nó khôn nó ngoan nó mạnh khỏe, không lo lo đi sửa ngực sửa vú, tiền á thì không làm ra tiền mà muốn tiền của người ta làm đẹp cho bản thân, con cái thì không lo, chồng gửi tiền về trễ chút xíu là hả nhảy đông đỏng lên nhắn tin qua bển chửi, rồi cái mùa dịch á năm 2020 á là cái mùa dịch á đó, đó là anh Long làm á ít lại rồi, cái chuyện làm ít lại rồi, anh Long á gửi tiền về cho cổ á, các cô chú bác anh chị anh Long nói á dặn cổ quá là xài tiền á tiết kiệm lại chút đi đó, mà cổ còn nhắn lại cái tin á hứa mày lo cho hai mẹ con tao từ A tới Z mà bây giờ mày lo không được á thì mày đừng có nói, chửi anh Long, mà trong khi đó anh Long chỉ nói một câu như vậy là nói tốt khuyên cổ có tiền nên tiết kiệm đi, có con rồi thì nên nên tiết kiệm đừng có nên xài phung phí, người chồng biết lo biết suy nghĩ như vậy anh Long cực khổ bên Tây với bên Mỹ á làm cực đó, chỉ lo cho mẹ con á linh lang thôi á các cô chú anh chị, mà anh Long chỉ khuyên nó một câu thôi á mà nó làm anh Long nó làm phán một câu xanh dờn luôn, nó nói không lo được cho nó thì thôi á, hứa là làm cái gì hứa lo từ A tới Z không lo được thì thôi đi vậy á hả, chửi người ta chửi anh Long như vậy á, cái thứ phụ nữ như vậy đàn bà như vậy á, cái mặt của nó đâu có nghèo khổ gì đâu quý cô chú bác anh chị mạnh thường quân, nó chỉ lợi dụng mấy anh chị mạnh thường quân thôi á, đưa tiền rót tiền vô cho nó xong á nó còn nó quay mặt lại á nó còn cười nữa à, nó còn cười nó dại dột quá đưa tiền cho tôi tưởng đâu tôi không có tiền xài hả, tôi còn giàu có hơn mấy người nữa, mấy người thương hại tôi, nó quay lưng lại nó còn cười cho nữa chứ đâu, cái người cái thứ cái bản mặt của nó đâu có ơn nghĩa gì đâu, cho tiền cho nó uổng, cho tiền cho nó để mấy cô chú anh chị đi giúp đỡ những người nghèo khác, những ông bà cụ á đó, những đứa trẻ mồ côi nè, những ông cụ bà cụ á ở trong viện dưỡng lão á, cho những ông cụ bà cụ á, những trẻ nhỏ đó hay những người nghèo khổ hoàn cảnh khác á, người ta còn mang ơn biết đội ơn mấy cô chú anh chị mạnh thường quân nữa à. Chứ rót tiền vô cho bản mặt con nhỏ này á, nó cầm tiền trên tay xong nó quay mặt lại nó cười á, các anh chị nữa à. Cho nó phản lắm, cũng như mấy người ơn á của anh Vương Quang Long á, bạn bè á, anh Vương Quang Long qua Mỹ thì đương nhiên phải có bạn bè đúng không, đương nhiên mình đi tới chỗ nào lạ thì phải có bạn bè giúp đỡ
để giới thiệu công ăn việc làm cho làm đó, những người á, ơn đó đó ở bên Mỹ á, hiện giờ á, chị Mi Mì đồ nè, chị Phạm Thanh Thảo nè đó, mấy anh em nghệ sĩ bên đó á, biết bao nhiêu người á là ân nhân của nó không á, là ân nhân á của anh Long á, để mà giới thiệu showbiz đồ này nọ, giới thiệu công ăn việc làm cho anh Long đó. Mà bây giờ á, anh Long mới nằm xuống thôi à, nó quay đầu lại á, con người của nó á, lấy ơn trả oán á. Bởi vậy á, mấy anh cô chú, mấy anh chị mạnh thường quân á, đừng bao giờ giúp đỡ cho cái con nhỏ này, cái bản mặt của nó á, lợi dụng lừa gạt. Nhờ mấy người ở bên Mỹ như vậy á, tôi nói cho cô Linh Lan nghe, nhờ mấy người đó á, kiếm công ăn việc làm giùm cho á, anh Long á, cô mới có số tiền cầm trên tay đó. Cái nào á, mình phải biết ơn biết nghĩa, biết không? Chứ đừng có hả mà thấy hả anh Long vừa nằm xuống gì không có còn cái ATM nữa, bắt đầu quay lên kiếm chuyện với người ta, người xấu xa cô còn hơn rắn độc nữa. Mới vừa cầm á 113 triệu á, cái tiền phúng điếu á, mới cầm 113 triệu đó là đi đâu, mà bây giờ á hả là lên đúng không, kêu gọi cho Helen uống sữa đúng không, bộ Helen uống hết 113 triệu đó sữa rồi hả, mới đem 2 tuần lễ. Con người lừa đảo vừa phải thôi, đừng có xạo 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 ở trên này nha. Còn cái vụ á 100 triệu á, chuyển khoản qua cái người lừa đảo nào lên phát biểu đi, không phát biểu á là cứ nói hoài luôn, nói tới hả các đại sứ quán quốc tế biết luôn á, là cái bản mặt của cô khỏi đi đâu hết trơn luôn á, nói tới hạ xã Tân Lược Tân Quế á, mấy công an vô cuộc luôn. Xã xã Tân Lược đó, Tân Quế á, tôi nghe nói hình như cô có quen gì ai dưới đúng không, chắc cái vụ việc này không biết có làm giùm cho cô không nữa. Nếu mà không làm giùm á, mà để mà nói hoài á, tới công an xã, công an thành phố á làm việc á là mệt lắm á. Cô với lúc đó á, là để cô chạy đi đâu, chạy chơi không khỏi nắng đâu nha cô. Thôi cái chương trình của em hôm nay tạm dừng ở đây đi nha các anh chị cô chú bác. Em xin mến chúc quý cô chú bác các anh chị giờ mạnh khỏe. Em xin hẹn gặp lại cái chương trình tiếp theo sau. Em thank you. Em bye bye.